Xin chào mến chào khán giả và sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Trước hết thưa quý vị, vào đúng 12 giờ đêm hôm 1 tháng 9, mạng lưới blogger Việt Nam đã chính thức khởi động phong trào Tôi Muốn Biết. Theo họ thì công dân có quyền tiếp cận thông tin từ nhà nước như chính sách quốc gia, hoạt động của chính khách nhà nước hoặc đảng cầm quyền trên mọi lĩnh vực, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường. Những người này cho rằng đó là một quyền cơ bản của người dân. Được biết luật pháp và hiến pháp Việt Nam mặc dù chưa thật đầy đủ, nhưng hiến pháp Việt Nam đã quy định người dân được quyền tiếp cận thông tin. Tức trong hiến pháp cũng ghi quyền căn bản của người dân Việt Nam. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết. Còn trên thực tế, hầu như sự thật là không hề có quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do tiếp cận thông tin. Vẫn theo mạng lưới blogger Việt Nam thì có thể phong trào này sẽ không có kết quả trước mắt, nhưng họ sẽ kiên trì và tin sẽ có kết quả. Vẫn liên quan đến Việt Nam thưa quý vị, nhân dịp ngày quốc khánh của Việt Nam, chính quyền Trung Quốc đã cho một tàu du lịch khởi hành từ cảng Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm trên biển. Theo tin thì tour du lịch đã đưa du khách đến 3 đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bao gồm bãi Sà Cừ, đảo Ốc Hoa, đảo Ba Ba, ngắm mặt trời mọc, bơi lặn dưới biển, ngắm các rạn san hô và chơi bóng trên các bãi biển tại đảo Tây Sa. Tính đến hôm 2 tháng 9, hãng vận tải biển Hanan Strength Shipping loan báo đã thực hiện hơn 20 chuyến tàu du lịch đưa hơn 3.000 du khách đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước sự việc này, phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố việc Trung Quốc khai thác du lịch ở quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Vẫn tin Việt Nam thưa quý vị, 12 người tử vong, 41 người khác được đưa đi cấp cứu sau khi chiếc xe khách dừng nằm của nhà xe Sao Việt lao xuống vực Sapa, cách Lào Cai khoảng 15 km. Theo tin cho biết thì các nạn nhân đã bị văng ra khắp nơi từ trên đường xuống vực. Nhiều nạn nhân bị các mảnh của chiếc xe đè lên. Theo đánh giá của các bác sĩ thì có 9 bệnh nhân nặng, trong đó có một phụ nữ bị đa chấn thương. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại Lào Cai, sáng 3 tháng 9, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tuyên bố sẽ không cho xe giường nằm lưu thông trên địa hình đồi núi quanh co, cũng như yêu cầu rà soát toàn bộ hậu lan trên quốc lộ 4D đoạn Sapa, Lào Cai, bởi hậu lan bằng sắt khá yếu và thấp. Tin cũng cho hay Tổng cục sẽ công tác kiểm tra và sẽ hoàn tất trong tháng 9. Thưa quý vị, tại Wales, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã chính thức khai mạc tại Newport, Vương quốc Anh. Các nhà lãnh đạo NATO đã thể hiện tinh thần đoàn kết bằng cách thống nhất thiết lập mặt trận thống nhất nhằm đối phó với Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ngoài ra, các mối đe dọa từ các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria và một số vấn đề khác như việc rút lực lượng NATO khỏi Afghanistan đã được đề cập trong hội nghị thượng đỉnh. Được biết một ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh, Nga đã đưa ra một kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 7 điểm, trong đó đề xuất lệnh ngừng bắn lâu dài từ ngày 5 tháng 9. Đó cũng là ngày Liên minh châu Âu dự kiến sẽ công khai áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Moscow. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay có sự tham dự của gần 60 nhà lãnh đạo thế giới và các nguyên thủ quốc gia đến từ 28 nước thành viên của NATO. Và đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Anh sau 24 năm. Lực lượng quân đội Iraq hôm 2 tháng 9 đã giành lại quyền kiểm soát một phần tuyến đường cao tốc huyết mạch nối liền từ Baghdad và khu vực miền Bắc nước này là thị trấn Amoli, nơi mà từ nhiều tháng qua phiến quân Hồi giáo ISIS chiếm giữ. Thủ tướng mãn nhiệm Iraq Nouri al-Maliki đã lên tiếng cam kết rằng Iraq sẽ là mồ chôn cho băng đảng ISIS. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế cũng không ngừng chỉ trích ISIS, gọi phiến quân này là những kẻ tội đồ chiến tranh nhắm vào các sắc tộc thiểu số ở miền Bắc Iraq. Một số gọi hành động của ISIS là phi nhân tính. Thưa quý vị, việc Iraq giành được chiến thắng hiếm hoi ở Amoli hôm Chủ nhật vừa rồi là thành công lớn nhất của chính phủ nước này kể từ khi lực lượng quân đội Iraq sụp đổ trên diện rộng khắp miền Bắc kể từ hồi tháng 6 vừa qua. Hơn 5.000 người dân Hồng Kông đã chiếm đóng trước tòa nhà chính phủ để phản đối chính sách của chính quyền Trung ương Bắc Kinh hôm 31 tháng 8. Đa số họ trong phong trào Occupy Central, những người biểu tình đã thắp sáng nơi họ tụ tập bằng đèn pin, điện thoại. Ánh sáng này theo họ mang ý nghĩa chống lại bóng tối bao trùm Hồng Kông trong tương lai. Ngụ ý nói Bắc Kinh can thiệp vào nền dân chủ của họ. Thưa quý vị, đây là một trong hàng loạt những hành động chống Bắc Kinh của người dân Hồng Kông kể từ hôm tháng 7 nhằm phản đối sự áp đặt của chính quyền
buộc Hồng Kông phải bầu cử vào năm 2017 dựa trên đầu phiếu phổ thông trong danh sách do Bắc Kinh lựa chọn. Và sau cùng thưa quý vị, chấp nhận mất doanh thu, nói không với thuốc lá. Đó là quyết định của chuỗi cửa hàng bán lẻ dược phẩm CVS của Hoa Kỳ, bắt đầu ngưng bán thuốc lá từ đầu tháng 9, đang gây sốc dư luận Hoa Kỳ. Được biết quyết định này có thể khiến cho CVS mất khoảng 2 tỷ Mỹ Kim doanh thu mỗi năm. Trang web công ty CVS dẫn lời chủ tịch Helena Falkes, việc đưa thuốc lá ra khỏi cửa hàng là một bước đi quan trọng nhằm giúp người Mỹ cai thuốc và có sức khỏe tốt hơn. Thưa quý vị, CVS đưa ra quyết định không bán thuốc lá sau nhiều năm vấp phải áp lực của dư luận Mỹ. Các tổ chức bảo vệ sức khỏe cho rằng thật nghịch lý khi chuỗi cửa hàng bán dược phẩm lại bán thuốc lá gây hại cho sức khỏe. Mặc dù sẽ thiệt hại khoảng 3% doanh thu hàng năm, nhưng theo chủ tịch công ty thì quyết định ngưng bán thuốc lá có thể giúp cho CVS tìm được những mảng kinh doanh mới nhằm bù lại thiệt hại trên. Và thưa quý vị, vừa rồi là 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị đến cuối chương trình. Mong là được quý vị trở lại đón xem vào tuần sau. Cũng như quý vị nhớ bấm nút subscribe để chúng tôi được đồng hành cùng quý vị luôn. Xin cảm ơn quý vị và cầu chúc một tuần lễ thật bình yên. Mến chào.